Rồi, tìm hiểu tính tẩy màu của khí Lori nẩm được mà. Thì đề nó yêu cầu là nó cho cái CL2 là mẫu giấy màu đúng không, hoặc khí CL2 mẫu giấy màu ẩm đúng không, rồi sau đó đưa giấy màu bình tam giác chứa khí Lori. Các bạn thấy trong cái hình minh họa tôi gửi cho các nhóm học của tôi là có cái hình này, các bạn tự xem trong cái tài liệu dùm nha. Rồi ở đây thì chúng ta có là gì, quan sát hiện tượng đúng không? Thì hiện tượng quan sát được đó là gì, mẫu giấy màu sẽ bị mất màu đúng không, mẫu giấy màu sẽ bị mất màu, mất đi cái màu vốn có của nó ban đầu. Nhận xét màu của mẫu giấy ban đầu á thì nó có màu đúng không ạ, nên là trước khi đó đúng không, ban đầu nó có màu, và trong tài liệu á thì chính là màu cam cam đúng không, không biết màu gì nữa, mà nó có màu, nói chung là có màu, màu gì đó. Rồi về sau khi cho bình tam giác thì có khí CL2 đó thì sẽ bị mất màu. Lý do vì sao, tại vì CL2 lúc này mẫu giấy màu, các bạn lưu ý là mẫu giấy màu này phải là giấy màu ẩm nha, đây là có nhúng nước rồi thì trong này có H2O là ẩm này con, đúng không, thì lúc này sẽ biến thành HClO và cộng với HCl, đúng không ạ? Lưu ý là cái phương trình này là phương trình phưởng hai chiều nha mấy đứa. Bạn lưu ý là phương trình phưởng hai chiều thì HClO và HCl thì có 2H đúng không? 2Cl 1O, nói chung phương trình tự cân bằng. Được chưa? Thì lúc này á HClO này sẽ có tính tẩy màu. HClO này sẽ có tính tẩy màu, cái điều quan trọng nhất là HClO tính tẩy màu. Các bạn mở tài liệu tôi ra, tài liệu màu tôi gửi cho các nhóm học phần lý thuyết ấy, thì HClO sẽ có tính tẩy màu. Rồi vậy thôi, do tạo ra, lưu ý là phải giấy màu ẩm nha, giấy màu mà không ẩm, giấy màu khô thì cũng khó, cái phương trình này sẽ ra thì CL2 cũng khó đạt được cái hoạt tính tẩy màu của nó. Rồi xác định vai trò của Lorin trong phương với nước, thì trong phương trình này các bạn thấy tính số oxy hóa đi, thì đây là 0 đúng không, thằng này sẽ là cộng 1, H là cộng 1 nè, O là trừ 2 đúng không, thì HCl là cộng 1 nè, CL là cộng 1, CL là trừ 1, thì các con thấy nè, thì các con nhìn thấy đúng không, là thằng CL2 từ 0 tăng lên cộng 1 là thiện tính khử, khử cho tăng. CL2 này cũng từ 0 giảm xuống -1, ô nhận giảm, tức là vừa khử vừa oxy hóa luôn. Vậy hàng này á là chất gì? Chất khử cộng luôn cả chất oxy hóa luôn, hay ta nói là vừa oxy hóa vừa khử, hay trong cái này người ta gọi là login tự oxy hóa tự khử. Lý do vì sao? Tại vì nó xuất phát từ một nguyên tố là CL thôi, nó vừa tăng lên cùng 1 vừa giảm xuống -1. Rồi vậy thôi, vai trò là vừa khử vừa oxy hóa. Rồi có gì không rõ thì chúng ta bình luận nha. Ok.